Hello mọi người, lại là Hạnh đây và hôm nay mình sẽ cùng nhau gặp trong một video mới. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người móc một chiếc lót ly hoặc cũng có thể gọi là giá đỡ điện thoại nha. Ở đây thì mình không có điện thoại minh họa, tuy nhiên thì mọi người có thể đặt như thế này cũng làm điện thoại được này. Hoặc là mọi người có thể dùng để lót ly cũng rất là xinh. Thì cái video hôm nay mình sẽ làm gồm có những nguyên liệu sau đây. Thứ nhất là len miu cô tông thì mình vẫn sử dụng là miu bò hoặc là miu cô tông cũng được nha. Ngoài ra thì màu các bạn lựa chọn thì tùy mọi người nhé. Ví dụ như ở cái lót bên này mình sử dụng màu xanh phối viền trắng và có một chút xanh đậm ở ngoài. Còn đây là tím phối vàng. Đó. Còn cái đây là cái mông này của con chó có ghi đó, mọi người có hình dung ra không? Đó, đây là cái đuôi này, đây là cái mông. Và nguyên liệu ngoài ra thì cần có kim thì mình sử dụng kim móc hai đầu, một đầu là 4, một đầu là 3 thì mình sử dụng đầu 4mm. Ngoài ra thì các bạn cần có kéo này, kim khâu và kim móc đánh dấu nếu như với các bạn nào mới dùng đó. Ngoài ra mình cần có thêm bông gòn nữa để nhồi. Đó, đấy là toàn bộ nguyên liệu mình cần chuẩn bị trong ngày hôm nay. Khi vào video thì mình sẽ hướng dẫn một chút qua cái thông tin. Thứ nhất là mình sẽ hướng dẫn mọi người móc cái phần lót ly. Thì cái lót ly hôm nay có họa tiết cũng rất là xinh. Và cái này khá là đơn giản. Tuy nhiên phải đòi hỏi mọi người đã móc quen và móc đều tay thì mới được các cái hạt bắp nó đều như thế này. Đó, cái bên này mình móc lần đầu tiên thì hơi chưa được đều lắm. Cái này thì đều hơn này. Đó, mặc dù là khó nhưng mà cũng là dễ. Nhưng mà đối với các bạn nào mà móc đã đều tay rồi thì cái họa tiết nó sẽ rất là đều và đẹp. Thì nếu như mọi người không thích có cái này thì mọi người có thể bỏ ra, thì hoàn toàn mọi người có thể sử dụng được nha. Ngoài ra thì sau đó mình sẽ hướng dẫn mọi người móc cái phần mông này và móc phần đuôi rồi trang trí họa tiết. Đó, phần viền thì mình cũng hướng dẫn móc trong cái phần này luôn. Và cái này hôm nay mình có thể tăng size nha mọi người. Ví dụ như cái này là size bé hơn này, còn đây là size to hơn một chút. Size to hơn là mình gồm có 6 vòng này, còn size bé hơn là có 5 vòng. Thì với cái size này mình có thể đựng cốc thoải mái rồi nha. Còn các bạn muốn to hơn thì các bạn cứ tiếp tục tăng size. Đó. Và tiếp theo thì cái phần này mình sẽ gắn bằng keo nến. Tức là nếu như các bạn không muốn dùng keo nến thì các bạn có thể sử dụng kim khâu để khâu vào. Nhưng mình thấy keo nến thì cũng khá là chắc chắn rồi, thì mình sẽ sử dụng keo nến nha. Ok, bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt đầu làm thôi. Ok, bây giờ bắt đầu với việc là mình sẽ tạo một vòng tròn ma thuật nhé các bạn. Mình sẽ hướng dẫn mọi người tạo vòng tròn ma thuật này. Mình sử dụng kim móc đầu số 4, đưa vào, kéo qua. Các bạn đừng để ý cái móng tay của mình nhé. Tiếp theo là mình sẽ móc lên 3 mũi mắt xích. 1 này, 2 này và 3 mũi mắt xích này. Cái này các bạn có thể rút lại cho nó dễ sử dụng. Bây giờ các bạn sẽ thực hiện mũi nửa kép. Lấy len, đâm vào vòng tròn to. Kéo len lên độ cao tầm này. Các bạn làm thêm cho mình 4 lần như thế nữa. Lần rồi đúng không? Mình làm 4 lần như vậy. Sau khi được 4 lần này thì bây giờ các bạn sẽ dùng tay này đưa qua cả các dây ở trên kim. Đưa qua hết. Kéo qua. Đó, là các bạn sẽ được một cái mắt như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ móc lên một mũi mắt xích để kết nó vào. Nó sẽ được một cái cục như thế này. Bây giờ tiếp tục mình sẽ làm như vậy. Móc vào vòng tròn. Vẫn tiếp tục như thế, kéo lên này. Hai lần này. Ba lần này. Bốn lần này. Và năm lần. Cái ô đầu tiên thì là 4 lần, còn ô thứ 2 trở đi là bắt đầu làm 5 lần.
các bạn sẽ kéo hết qua cho mình. Ok, và móc lên một mũi mắt xích nữa. Tiếp theo, chỗ này len bị rối. Tiếp tục đến ô thứ ba, mình hướng dẫn thêm một lần nữa nhé. Một lần này, hai lần này, ba lần này, bốn lần này và năm lần này. Sau đó đưa hết qua. Rồi các bạn móc lên một mũi mắt xích. Vậy là các bạn đã được 1, 2, 3 miếng rồi này. Bây giờ các bạn sẽ làm thêm 3 lần như thế nữa. Giống hai cái này. Cái này là lúc nãy là mình lấy 4 lần, còn đây là lấy 5 lần, 5 lần. Và tiếp tục như thế, vẫn lấy 5 lần y như vậy. Các bạn sẽ được thêm 1, 2, 3, thêm 3 họa tiết nữa như vậy. Tổng cộng là 6 họa tiết nha. Và tí nữa mình sẽ gặp lại mọi người. Sau khi được 6 mắt này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 này các bạn, thì các bạn sẽ rút cái dây ngắn này vào này. Mình rút chặt nó vào. Đó. Các bạn sẽ được cái hạt bắp như này. Tiếp tục. Bây giờ các bạn sẽ quay trở lại cái họa tiết đầu tiên. Đây, các bạn thấy cái dây bính lúc đầu mình làm không? Đấy. Thì ở cái mắt này này. Đây, các bạn trượt vào đây nhé. Kéo qua. Và tiếp tục mình sẽ sang vòng tiếp theo, là vòng số 2. Sau khi xong thì các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi mắt xích, 1 và 2. Tiếp theo, tại cái vị trí này này các bạn sẽ móc tiếp cho mình 4 lần lấy len như lúc nãy. 1 lần, 2 lần, 3 lần và lần thứ 4. Sau đó đưa hết qua, móc lên một mũi mắt xích, chốt lại. Thì đây là cái mũi đầu tiên. Tiếp theo, lấy len vẫn tại cái chân đó, giữa cái khe này, các bạn móc cho mình là 5 lần lấy len như vậy. 2 3 4 và lần cuối cùng 5. Rồi các bạn đưa hết qua, móc lên một mũi mắt xích. Vậy là quan trọng nhất ở chỗ khi mà các bạn lấy len lên, các bạn sẽ phải lấy sao cho nó đủ độ cao để cho những cái hạt bắp này nó đều nhau một chút. Bây giờ vẫn tiếp tục quá trình như vậy. Giữa mỗi một cái vị trí giữa hai cái hạt bắp ấy, đây là 1, 2 đúng không? Thì mình sẽ móc tiếp vào đây này. Vào đây. Là thêm 2 hạt bắp như này nữa để cho mình tăng cái vòng lên. Và mỗi lần là mình đều lấy 5 cái lần cái mũi nửa kép này. Đó. Bao nhiêu lần rồi? 2 lần, 3 lần, 4 lần à? 4 lần rồi. Lần thứ 5. Đưa hết qua. Móc lên một mũi mắt xích. Các bạn bẻ nó ra như thế này thì cái hạt bắp của các bạn nó sẽ tròn hơn ấy. Ok. Tiếp theo bây giờ vẫn tiếp tục móc thêm một hạt bắp nữa vào cái khe đấy. Đây, vẫn là tại vị trí này.
đưa qua. Chốt lên bằng một mũi mắt xích. Ok. Vậy thì bây giờ tiếp tục mỗi một cái này. 2, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 12 mũi, 12 hạt bắp. Đó. Và cái quá trình nó sẽ lặp lại thôi. Bây giờ sau khi hết vòng này rồi, tí nữa mình sẽ hướng dẫn mọi người tiếp là mọi người sẽ biết móc nhé. Sau khi các bạn móc được 12 mũi bắp này, 2, 4, 6, 8, 10, 12 này. Chỗ này nãy mình bị móc nó vào, tí mình sẽ sửa lại. Thế thì bây giờ mình sẽ trượt vào đây, kéo nó vào, chỉnh sửa nó một chút. Đó. Thì các bạn đã được một cái mặt phẳng rồi đấy. Đấy. Bây giờ tiếp tục như sau nha. Vòng tiếp theo thì như sau, các bạn sẽ vẫn móc lên 2 mũi mắt xích nhé. Bao giờ cũng móc lên 2 mũi mắt xích này. Và cái mũi đầu tiên mình vẫn móc tại vị trí đầu tiên này luôn. Tại vị trí móc mũi bính đấy mọi người. Lấy len 4 lần thôi. Nhớ là cái mũi đầu tiên là chỉ lấy len 4 lần. Rồi đưa qua. Móc lên một mũi mắt xích. Mũi tiếp theo thì các bạn sẽ tăng mũi tức là móc 2 hạt bắp. Các bạn thấy không? Vòng vừa rồi là móc tất cả đều tăng mũi, là mỗi một mũi mình móc 2 hạt bắp. Nó như kiểu là tăng mũi của móc vòng tròn ấy. Thì ở đây cũng như thế, tuy nhiên thì mình sẽ không móc mũi đơn thường mà mình sẽ móc hạt bắp. Đó. Thì đây là cái khe tiếp theo này, các bạn cứ nhìn thấy ở giữa hai cái khe này nó sẽ có một cái vị trí ở giữa này. Thì cái vị trí này mình sẽ móc 2 hạt. Đưa qua cả 2. Đưa qua tất cả. Móc lên một mũi mắt xích. Cái mũi này thêm một mũi nữa. Một cái hạ tiết nữa. Năm lần. Đưa qua hết. Ok. Tiếp theo là đến mũi bên cạnh. Mũi bên cạnh thì không tăng mũi mà móc một hạt mũi bắp thôi. Đây là móc một hạt thôi này. Đó, bên cạnh thì lại 2 hạt. Rồi lại 1, 2, 1, 2. Đấy, thì các bạn cứ theo cái quá trình đấy, 1, 2, 1, 2, 1, 2 tới hết cái vòng tròn này. Thì tí nữa sau khi ở cuối cùng mình sẽ gặp lại mọi người nhé. Rồi, tiếp theo sau khi mà các bạn móc xong thì các bạn sẽ thấy là mình đã có họa tiết như này rồi. Bây giờ mình lại trượt vào cái chân đầu tiên ở đây này. Kéo qua. Bây giờ tiếp theo lại móc lên 2 mũi mắt xích. Với vòng này thì vẫn là vị trí này. Với vòng này thì các bạn sẽ móc cho mình là cứ 2 mũi bắp thì mới tăng 1 mũi bắp. Đó. Đầu tiên mình cũng vẫn móc qua 1 mũi đã này. 3 4 Ô tiếp theo mình cũng móc 1 mũi.
ô tiếp theo mới tăng mũi. Đó, vậy là 1-1 rồi mới tăng. Tăng tức là 2 mũi đấy. Bẻ nó ra. Thêm một mũi nữa tại đây. Chết chết chết, tụt rồi. Ok, được rồi. Các bạn thấy là mình móc hai mũi bắp ở hai bên này. Đây là mũi tăng này. Tiếp theo là 1-1 này, rồi 2 này. 1-1 rồi 2. Tức là cứ cách hai mũi bắp đơn thì mới móc tăng mũi. Đó, và các bạn sẽ được móc tới cuối cùng. Vòng 1, vòng 2, vòng 3, đang móc vòng 4 này. Thế thì sang vòng số 5 thì các bạn sẽ móc 1, 2, 3 hạt bắp rồi mới tăng. Đó, thì mình cứ tăng dần cái giãn khoảng cách ra. Sang vòng số 6 thì mình sẽ móc 4 hạt bắp, 1, 2, 3, 4 rồi mới tăng. Đó, thì cứ tiếp tục quá trình đó, tí nữa mình sẽ cho mọi người xem sản phẩm nha. Bây giờ quá trình thì vẫn lặp lại như vậy nhé. Đây, đây là sản phẩm sau khi mình đã móc xong này. 1 vòng, 2, 3, 4, 5 vòng này. Thì các bạn quan sát một chút xíu này. Ở cái chỗ này là vòng đầu tiên. Vòng thứ hai là mỗi chân móc 2 hạt bắp này. Vòng thứ ba là 1 hạt rồi lại 2, 1, 2, sao le. Vòng tiếp theo là vòng thứ tư thì là cứ 1, 2 thì lại móc 2 chân này, tăng này. 1, 2 rồi tăng này. Đấy. Đến vòng tiếp theo là móc 3 chân thì mới tăng. 1, 2, 3 rồi mới tăng. 1, 2, 3 rồi mới tăng. Thì mình thấy là cái kích cỡ này cũng là vừa rồi. Để một cái cốc như thế này cũng là rất là vừa rồi. Cho nên là mình thôi, mình làm đến đây là vừa rồi. Mình định là làm thêm một vòng nữa, nhưng mà cũng quá là đủ rồi. Và lúc nãy thì mình cũng có đổi màu len để cho nó được phong phú hơn đấy mọi người. Đến đoạn này rồi nhá, thì bây giờ mình sẽ làm cái viền cho nó xinh hơn. Thì mình sẽ bỏ ra này. Sau khi đoạn này là mình đáng ra mình phải trượt mũi để nối vào đúng không các bạn. Thì mình sẽ đổi len luôn. Mình hướng dẫn cách các bạn đổi len nhé. Cái đoạn này lúc nãy mình cũng sẽ đổi như thế này. Mình dùng cái len màu trắng làm viền. Thì khi mà các bạn đổi len, các bạn sẽ dùng một cái màu khác luôn. Các bạn trượt vào cái mũi này, các bạn đặt ở đây. Kéo qua đây và kéo thẳng qua đây là để trượt này. Thì cái sợi màu xanh lá cây này các bạn kéo sang đây. Màu trắng này kéo vào đây. Đấy. Tức là mình đã nối được màu kia vào. Và bây giờ các bạn móc lên một mũi mắt xích. Mình hướng dẫn các bạn móc viền. Móc viền như sau. Các bạn bỏ qua. Trước khi bỏ qua thì mình từ từ mình đã móc một mũi đơn vào đây đã. Tại cái vị trí móc mũi này này, các bạn sẽ móc một mũi đơn vào đây đã nhá. Rồi. Sau đó bây giờ mình bắt đầu này. Bỏ qua hai chân mắt xích này. Đây là mắt xích này mọi người. 1 2 đây là 3 đúng không? Thì vào đây các bạn sẽ móc cho mình này. 1 này. Đây là chân mắt thứ nhất, đây chân mắt thứ hai, đây chân mắt thứ ba này. Móc cho mình 5 mũi kép đơn. Cái dây, hai cái dây đằng sau các bạn cắt ngắn đi nha mọi người. Mình cắt len đi rồi. Móc 5 mũi kép đơn vào đây. 2 này. 3. 4 và 5. Sau đó các bạn lại bỏ qua hai mũi mắt xích. 1 2, đây mắt xích thứ 3. Đâm vào, móc một mũi đơn. Một mũi đơn. Ok. Tiếp theo lại bỏ qua 1 2, đâm vào chân thứ 3. Móc
5 mũi kép đơn. 1 2 3 4 và 5. Rồi, sau đó tiếp theo các bạn lại bỏ qua 1, 2, móc 1 mũi đơn. Và tiếp tục quá trình đấy, các bạn sẽ móc được các họa tiết xung quanh cái miếng lót ni này. Đó, và sau khi các bạn móc xong, mình sẽ gặp lại mọi người sau nhé. Ok, sau khi mình móc hết họa tiết xung quanh thì là các bạn thấy là còn hai chân mũi cuối cùng này, thì mình sẽ trượt vào cái chân mà cái mắt xích đầu tiên đấy mọi người. Đó, các bạn trượt vào đây. Này, các bạn đã hoàn thành xong cái phần lót, nó hơi phồng một chút tại vì là mình móc hơi chặt tay ấy. Đấy, nhưng mà không vấn đề gì đâu mọi người ạ. Nhìn nó hơi phồng lên một tí nhưng mà nó không kiểu quá là cong vênh thôi. Cái chỗ viền ngoài này mình móc nó hơi chặt tay quá. Ok, thế thì bây giờ mình sẽ cắt len đi thôi, móc lên một mũi mắt xích nữa nhé, xong mình cắt len. Cắt len xong tí các bạn sẽ dùng kim khâu các bạn giấu nó đi nhé. Các bạn kéo ngược lại như này. Đó, rồi giấu đi, những cái phía sau này giấu hết đi nha. Ok. Bây giờ thì nhiệm vụ còn lại mình sẽ hướng dẫn mọi người móc phần hay nhất trong cái video này. Nào, bắt đầu. Ok, phần đầu tiên là cái phần mông nhá. Thì mình sẽ tạo một vòng tròn ma thuật này. Đưa kim vào, mình dùng màu trắng. Móc lên một mũi mắt xích, thêm một mũi nữa. Rồi rút vào. Bây giờ mình sẽ móc vào đây 6 mũi đơn nhá. 1 này. 2 3 4 5 và 6. Sau đó các bạn rút cái dây này vào cho nó chắc này. Rồi các bạn trượt vào cái mũi đầu tiên. Đó. 3 4 5 6 này. Mũi đầu tiên đây. Kéo qua. Ok, và bắt đầu mình sang vòng số 2. Vòng số 2 các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn, à một mũi mắt xích đã. Tại vị trí đó các bạn móc cho mình là một mũi đơn. Nếu mà ai mà không quen các bạn đánh dấu vào nhé. Để cho nó rõ ràng ấy, mình sẽ dùng cái kim móc đánh dấu, mình đánh dấu cho các bạn nhìn cho nó rõ. Đây là chân đầu tiên nhé. Chân số 2 đây, mình sẽ thực hiện tăng mũi, móc 2 mũi đơn chung một chân, tăng mũi. Chân số 3 là móc mũi đơn. Chân số 4 là móc mũi tăng. Chân số 5 là móc mũi đơn. Và chân số 6 là móc mũi tăng. Chân số 6 là chân cuối cùng rồi. Thì mình sẽ trượt vào cái chân mắt mình đánh dấu này. Kéo qua. Móc lên một mũi mắt xích. Tiếp theo các bạn sẽ móc sang vòng số 3. Vòng số 3 thì mình sẽ móc là một mũi đơn, một mũi tăng, rồi lại một mũi đơn. Vòng số 3 móc tại vị trí đầu tiên là một mũi đơn này. Đánh dấu vào. Tiếp theo là mũi tăng. Mũi tăng tức là móc 2 mũi đơn chung một chân. Bên cạnh là mũi đơn.
Tiếp theo lại mũi đơn tiếp. Các bạn hình dung là sẽ là đơn tăng đơn, là mình hết một chu kỳ, sang chu kỳ thứ hai là mình lại móc một đơn, là mình bắt đầu móc rồi này. Tiếp theo lại một tăng, xong rồi lại một đơn, là hết chu kỳ số 2. Sau đó sang chu kỳ số 3 là lại một đơn. Rồi thì một tăng. Và cuối cùng là một đơn. Đó. Sau đó bây giờ các bạn sẽ trượt vào chân mắt đã đánh dấu. Nó sẽ hơi cong ra, đúng không? Các bạn lộn lại thì đây chính là cái phần của cái mông đó. Móc lên một mũi móc xích và mình sang vòng tiếp theo. Dòng số 4 các bạn sẽ móc cho mình 12 mũi đơn, tức là không tăng không giảm. Đây là mũi đầu tiên. Cùng là 12. Rồi, bây giờ mình sẽ trượt mũi. Ở vòng này trượt mũi thì các bạn sẽ trượt vào cạnh của cái mũi, các bạn thấy không? Nó sẽ có hai cái như thế này. Bình thường là mình sẽ lấy cả hai cạnh đúng không? Nhưng bây giờ các bạn sẽ lấy một cạnh thôi. Đó. Trượt vào cạnh. Và mình sẽ sang vòng tiếp theo. Với vòng tiếp theo, đầu tiên mình vẫn móc lên một mũi móc xích này. Tại cái cạnh đó, các bạn sẽ móc cho mình là mũi tăng, tức là móc hai mũi đơn chung một chân đấy. Các bạn đánh dấu cái chân đầu tiên vào. Chân 1, chân 2 đây. Đây. Chân bên cạnh các bạn cũng móc vào cạnh này, các bạn thấy không? Đây là cạnh này. Tăng mũi, hai mũi đơn, 1 này và 2 này. Cạnh cũng thế. Đấy, nhớ là móc vào phía rìa nhá. 1 này, 2 này. Các bạn tăng hết tất cả cho mình là 12 mũi. Và tổng cộng là mình sẽ có thành 24 mũi, đúng không? Từ 12 nhân đôi mà. Móc hết hàng nhá. Tiếp theo thì các bạn sẽ trượt vào chân mắt đánh dấu nha. Mình thì mình nhìn được, đây là chân mắt mình đánh dấu này. Thì bây giờ lại trượt vào cái chỗ này, chứ không trượt vào cạnh nữa. Trượt hết cả vào hai. Rồi. Tiếp theo các bạn móc lên một mũi móc xích. Với vòng này các bạn sẽ móc cho mình là cứ 3 mũi đơn thì tăng một chân. Đây là mũi đầu tiên. Mũi đơn. Đánh dấu vào. Chân bên cạnh cũng mũi đơn. Bên cạnh cũng mũi đơn. Bên cạnh sẽ là tăng mũi. Bên cạnh là đơn. Rồi, 3 đơn thì 1 tăng. Các bạn lặp lại quá trình như vậy nhé. Ok. Sau khi mà mình đã móc được là mũi cuối cùng là mũi tăng nhá, thì mình sẽ trượt mũi. Các bạn sẽ có 6 chu kỳ như thế lặp lại. Trượt vào. Móc lên một mũi móc xích. Bây giờ từ vòng thứ 7, 8 và 9, tức là mình móc 3 vòng liền như thế, là mỗi một chân mũi đều là một mũi đơn. Và tổng cộng mình có 30 chân mũi. Các bạn sẽ móc 30 mũi đơn, không tăng không giảm. 3 vòng như thế. Đây là vòng thứ nhất này. Cứ sau mỗi một vòng các bạn sẽ trượt rồi móc lên một mũi móc xích và cứ thế quay trở đi quay trở lại. Đó. Thì móc 3 lần như vậy.
mỗi vòng là 30 mũi đơn. Thì lát nữa mình sẽ gặp lại mọi người sau khi mà mọi người đã móc xong cái vòng này nhá. Thì mình đã có được một cái mông rồi. Bây giờ đợi tí nữa mình sẽ gặp lại nhá. Ok, mình đã làm được hai cái như thế này. Thì lúc nãy mình đã hướng dẫn mọi người móc 3 hàng đơn đúng không? Mỗi hàng là 30 mũi đơn đúng không? Thì bây giờ mình có hai cái ở đây và mình đã giấu len đi rồi. Mình sẽ luồn một bên này nhá, để mình khâu vào. Các bạn sẽ đặt nó như thế này. Đây là cái chỗ mà lúc nãy mình trượt mũi này. Mình sẽ nối hai cái đầu này với nhau. Mình sẽ khâu nó vào. Đây là mũi đầu tiên. Tiếp theo, cứ lấy hai chân nhá, đính vào với nhau. Cứ đính hai chân vào với nhau. Mình khâu là 1, 2, 3 này. 3 mũi này. Các bạn chú ý khâu bao nhiêu mũi thì các bạn nhìn này. Đây là cái mũi, hai mũi mình đang khâu này. Thì đây là mũi mình chưa khâu đúng không? Mình sẽ để lại là 1, 2, 3, 4 này, 6, 8, 10 này, 12, 14, 16, 18, 20, 22 và 23, 23. Thế thì mình phải để lại 24. 24 tức là cái mũi này mình không để lại. Tóm lại là các bạn để lại cho mình một bên này 24, bên này cũng 24 mũi đơn nhá, không khâu. Còn lại thì các bạn khâu hết vào với nhau. Để lại cho mình 24 mũi đơn không khâu. Đó, bây giờ tí nữa sau khi mình khâu đủ số mũi rồi mình sẽ hướng dẫn mọi người tiếp nha. Ok, sau khi các bạn đã chừa đủ 48 mũi đơn ra rồi thì bây giờ các bạn đâm vào cái mũi mà theo các bạn là mũi đầu tiên đấy nhá. Tại vì của mình và của mọi người nó sẽ khác nhau. Ví dụ đây là mũi đầu tiên của mình này. Thì mình sẽ đưa sợi len trắng vào này, mình để ở đây. Móc một mũi mắt xích tại mũi đấy, móc một mũi đơn. Các chân mũi còn lại cũng móc hết mũi đơn cho mình. 3 4 5. Bây giờ các bạn móc hết 24 mũi đơn ở đây rồi mình hướng dẫn mọi người tiếp nhé. Sau khi các bạn đã móc được 24 mũi bên này thì mình sẽ móc tiếp 24 mũi bên này. Đó, thì các bạn móc hết 24 mũi bên này và mình sẽ gặp lại mọi người ở cái đầu này. Các bạn nối thẳng sang mũi bên này móc mũi đơn thôi. Móc 24 mũi. Đó. Sau khi mà móc được 24 mũi ở bên này, tổng cộng là các bạn đã có 48 mũi đơn này. Thì bây giờ mình sẽ trượt vào cái chân mắt đầu tiên. Móc lên một mũi mắt xích. Bây giờ tiếp theo các bạn sẽ móc tại vị trí đấy vẫn là mũi đơn này. Móc cho mình 22 mũi đơn nha mọi người. Rồi tí nữa mình sẽ hướng dẫn tiếp. Sau khi các bạn đã móc được 22 mũi đơn thì nhiệm vụ tiếp theo là ở hai cái mũi gần phía cuối cùng, các bạn thấy không? Đây là hai mũi cuối cùng này. Các bạn sẽ thực hiện giảm mũi. Giảm mũi như sau, móc vào đây, tiếp tục sang cái chân thứ hai, giảm hai mũi vào. Đó, tiếp theo mình cũng thực hiện giảm mũi tiếp, tức là các bạn sẽ có hai mũi giảm. Rồi, bây giờ nhiệm vụ là tiếp tục móc 22 mũi đơn nữa.
là các bạn sẽ quay trở về vị trí ban đầu. Tiếp theo, đây là mũi đơn cuối cùng rồi thì mình sẽ trượt mũi. Móc lên một mắt xích. Vòng tiếp theo các bạn móc cho mình là 21 mũi đơn. 21 mũi đơn nha. Đây là mình đã móc được 21 mũi đơn. Tiếp theo mình sẽ thực hiện là giảm mũi, giảm 2 mũi chung một chân. Đây là mình đã giảm được một mũi này. Tiếp theo mình cũng thực hiện giảm mũi. Mũi này và mũi này là mình cũng đã giảm được. Vậy là từ mình đã giảm được 2 mũi, lúc nãy cũng giảm ở đây, bây giờ cũng giảm ở đây. Tiếp theo các bạn lại móc tiếp 21 mũi đơn là các bạn đã móc hết hàng. Thì tí nữa mình sẽ lại gặp mọi người tiếp nha. Ok, vòng cuối cùng với màu trắng thì các bạn lại trượt vào bên này, mũi đầu tiên này. Bây giờ thì các bạn sẽ móc 20 mũi đơn nha mọi người. Thì các bạn lại giảm 2 mũi ở cái đầu lúc nãy và lại móc 20 mũi đơn. Thì chắc là mọi người sẽ quen thuộc với cách làm này, cho nên mình sẽ không hướng dẫn nữa, mình sẽ skip qua luôn. Các bạn sẽ móc 20 mũi đơn, rồi lại giảm 2 mũi ở đầu, rồi lại 20 mũi đơn và sẽ thực hiện chuyển màu len rồi nha. Ok, sau khi móc xong vòng này là mình đã dùng hết màu trắng rồi. Mình sẽ trượt mũi này và mình sẽ thực hiện chuyển màu. Thì mình sẽ thực hiện là cái con cái mông màu cam. Màu cam cũng gần giống như, mình không tìm được cái màu vàng kiểu kia. Màu này đi. Trượt qua, chuyển màu. Móc lên một mũi mắt xích. Tại vị trí đấy, móc mũi đơn này. Móc cho mình 5 mũi đơn nha. 2 3 4 và 5. Tới đây rồi ấy, các bạn có thể cắt mấy cái sợi len ở dưới đây được rồi. Cắt cả hai sợi. Một sợi là cái sợi ngắn, một sợi là sợi màu trắng ấy. Ok. Tiếp tục mũi tiếp theo mình móc một mũi giả. Bên cạnh các bạn móc tiếp tục 5 mũi đơn. Cứ 5 mũi đơn thì một mũi giả. Bây giờ sẽ là đến mũi giảm này. Rồi tiếp tục quá trình này nha. Tí nữa mình sẽ gặp lại mọi người ở cuối hàng. Dòng tiếp theo, à đây, mũi cuối cùng là mũi giảm. Mũi cuối cùng là mũi giảm nha các bạn. Và bây giờ các bạn sẽ trượt. Vòng tiếp theo là không tăng không giảm. Móc cho mình 36 mũi đơn xung quanh. Nào, bây giờ sau khi mà móc xong tới mũi cuối cùng, mình trượt mũi này. Và đến vòng này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người đọc chat và mọi người tự móc nha. Có 6 hàng nữa. Thì các bạn lưu ý rằng cho mình là những cái mình ký hiệu là X thì là mũi đơn, còn A là mũi giảm. Giảm là lúc đó mình đã hướng dẫn mọi người móc rồi đó, là mọi người sẽ gộp hai chân mũi vào một chân ấy. Bao giờ cũng móc lên một mũi mắt xích này. Đây, sang vòng 16 mình hướng dẫn mọi người đọc nha. Các bạn sẽ nhìn vào trong ngoặc này này. 6 tức là lặp lại 6 lần. 6 lần như thế, tức là 6 chu kỳ mọi người. Mỗi một chu kỳ thì sẽ gồm có các mũi. Thứ nhất là 2 mũi đơn này. X là mũi đơn này. Đầu tiên là mình móc 2 mũi đơn này. 1 2. Tiếp theo là A, tức là mũi giảm. Giảm tức là mình giảm 2 mũi. 1 này, 1 này, 2 này. Đây là mũi giảm A này. Thực hiện xong A. Tiếp theo là 2 đơn. 1 đơn này và 2 đơn. Vậy là mình đã hoàn thành xong một chu kỳ ở trong ngoặc. Và bây giờ mình sẽ lặp lại thêm 5 lần nữa. Tức là lại
hai đơn một giảm hai đơn, rồi lại hai đơn một giảm hai đơn, là mình đã được 6 lần như thế, thì các bạn lại quay trở về mũi ban đầu. Đến vòng thứ 17 là 30 mũi đơn không tăng không giảm. 18 sẽ là 3 đơn rồi 1 giảm, 3 đơn 1 giảm, 3 đơn 1 giảm, 6 lần như thế. 19 là 1 đơn 1 giảm 1 đơn, 1 đơn 1 giảm 1 đơn, 1 đơn 1 giảm 1 đơn. 20 sẽ là 1 đơn 1 giảm, 21 là 6 giảm. Đó, và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người ở vòng số 21. Còn lại mọi người sẽ tự hướng dẫn, tự làm theo cái sơ đồ này nhé. Mình sau khi móc xong vòng 20 thì các bạn thấy là cái lỗ hơi nhỏ, cho nên là mình muốn nhét bông trước ấy mọi người. Đó, thì bây giờ mình sẽ thực hiện nhét bông. Các bạn có thể chia nhỏ ra, nhét dần vào. Thì như là cái này của mình làm hơi to ấy mọi người. Cái gì nhỉ? Cái lót ly của mình hình như có vẻ đang hơi nhỏ so với cái size này. Các bạn sẽ nhét vào nha. Mình nhét hơi mất thẩm mỹ tí. Các bạn cứ nhét vào, xong rồi tí nữa mình sẽ cho mọi người xem mình nhét xong và làm cái móc và làm cái vòng cuối nhá. Cả nhà ơi, cuối cùng thì mình đã móc xong vòng cuối. Vòng cuối là mình sẽ móc 6 mũi giảm, sau đó các bạn sẽ cắt len đi và dùng kim khâu luồn vào để khâu nó vào. Cái đoạn cuối là mình sẽ tự khâu vào. Đó, thì các bạn đã được một cái như thế này. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người móc cái đuôi tròn. Thì cái móc cách móc đuôi tròn rất đơn giản. Các bạn tạo cho mình một vòng tròn ma thuật này. Vẫn dùng cái màu cam đó. Móc cho mình một mũi đơn. Trong vòng tròn ma thuật này móc cho mình 6 mũi. Móc một mắt xích này, rồi móc 6 mũi đơn. 3 4 5 và 6. Rồi các bạn trượt vào. Móc cho mình vào chân mũi đầu tiên. Đó, móc lên một mắt xích. Bây giờ nhiệm vụ của các bạn là các bạn sẽ móc cho mình là 6 mũi tăng. Mỗi một chân mũi này móc 2 mũi đơn. Vậy là từ 6 mũi các bạn sẽ tăng thành 12 mũi. Mình đếm nhé, 2, 4, 6, 8, 10, 12 rồi này. Và đến đây các bạn trượt luôn. Rồi, móc lên một mũi móc xích. Vòng thứ 3 là các bạn sẽ móc cho mình 12 mũi đơn, không tăng không giảm. Và trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Các bạn lộn nó ra như này. Vòng cuối cùng, móc một mũi mắt xích và thực hiện giảm mũi. Các bạn sẽ thực hiện cứ hai chân mũi thì giảm một. Làm 6 mũi giảm nha. Mũi thứ 3 này. Mũi thứ 4. Và cuối cùng là mũi thứ 5. 6 mũi chứ. Mũi cuối cùng là mũi thứ 6.
Ok, 6 mũi hoàn thành. Thì bây giờ các bạn sẽ thực hiện là nhét cái bông vào trong cái lỗ này. Rồi, mình đi trượt mũi đã. Trượt mũi đã nha mọi người. Đây, cái mũi đầu tiên đây. Trượt vào, móc lên một mắt xích, cắt len dài dài ra tí nha. Bây giờ mình thực hiện là nhét bông vào trong cái hình tròn nhỏ nhỏ này đã. Cái sợi này các bạn nhét vào đây. Nếu như mà nó nhỏ quá các bạn khó nhét, các bạn có thể dùng cái đầu bút ấy để các bạn nhét. Đẩy nó vào. Mình cũng sẽ đẩy cái đầu bông vào bằng cách dùng những cái đầu bút hoặc những cái đầu móc là như thế này. Giờ mình lấy một ít bông mình nhét vào nhé. Mình muốn quay cho mọi người, thế nhưng mà cứ mỗi lần định quay kiểu như này là nó lại cứ móc bị fail. Đó, các bạn luồn vào rồi nhỉ. Thì bây giờ các bạn khâu nó thôi. Dù sao thì cái này nó cũng sẽ chập xuống dưới ấy, mọi người, như này. Thế thì bây giờ các bạn khâu xuống, khâu giữa cái khoảng cách này nhá, như này, như này này. Rồi, không vào đây. Còn nếu như mà ai không muốn khâu thì các bạn có thể dùng súng bắn keo. Các bạn gắn keo. Nhưng mà mình thì mình vẫn thích khâu hơn, tại vì nó bền hơn đấy mọi người. Và nó không bị bẩn ấy. Súng bắn keo thì lâu dài nó vẫn sẽ bị bong. Mặc dù cái này chưa chắc mình đã dùng lâu lắm. Các bạn khâu xuống dưới này. Đó. Cái này thì đóng vai trò là trang trí thôi, chứ không cần phải là quá là chắc chắn đâu. Tại vì thật ra là mình không động đến cái này. Ok rồi. Bây giờ mình sẽ kéo cái sợi này xuống dưới thôi. Mình sẽ dùng, mình cắt cái sợi này đi nhá. Và mình cắt nó đi. Đó, mình sẽ khâu lại xong mình luồn nó rồi giấu đi nhé. Tiếp theo là công đoạn trang trí cuối cùng. Mình sẽ chọn một cái màu len khác để mình khâu một cái hình chữ X ấy mọi người. Để mình luồn vào đã nhé. Luồn vào như này này. Sau đó bây giờ các bạn sẽ khâu cái hình chữ X. Như này nhá. Đây, như này. Đó. Là các bạn đã hoàn thành xong đúng không? Thế thì mình, nếu các bạn muốn móc hai lần thì cũng được để cho nó đậm hơn ý. Còn không, mình chỉ cần móc một lần thôi. Mình khâu một lần thôi thì mình sẽ để như thế này. Thế còn cái sợi này thì bây giờ làm như thế nào? Các bạn có thể khâu xa ra một chút. Để cho nó chắc hơn ấy. Thật ra là cũng không đến mức mà nó bị tuột được đi đâu. Nhưng mà mình vẫn cứ khâu xa một chút, khâu ra cái đầu này chẳng hạn. Đó, xong rồi mình mới cắt đi. Đừng kéo chặt quá nha mọi người, không thì nó sẽ bị không được đẹp ấy. Cái đầu này thì mình cũng cắt đi này.
xong mình cũng luồn kim và mình giấu đi y như vậy. Giấu y như thế. Đó thì là hết ngay. Ok, vậy là mình đã được một cái mông của corgi đặt vào đây. Rồi, vẫn có thể để được cốc nước. Đó. Thật ra là mình cũng tính hơi sai. Cái này thì có thể đựng được nhiều, nhưng mình sẽ làm một cái size to hơn nữa để tí nữa cho mọi người xem. Sau bây giờ mình sẽ gắn vào đây. Gắn thì làm như thế nào? Các bạn có thể lựa chọn là khâu. Khâu thì các bạn sẽ khâu đường như này thì sẽ hơi khó. Không thì các bạn có thể dùng súng bắn keo để dính nha. Rồi. Ngoài ra cái này có thể dùng để đỡ điện thoại như này này cả nhà. Như này. Thì tí nữa mình sẽ làm và minh họa cho mọi người nữa nha. Còn bây giờ mình sẽ đi hoàn thiện nốt các sản phẩm này. Cái sản phẩm này các bạn có thể dính này, hoặc là dùng khâu. Thì chắc là mình sẽ dùng súng bắn keo cho nhanh, tại vì mình cũng lười lắm. Mọi người có thể đính vào cái chỗ này này để cho nó che đi. Đó, để như này. Thì không ai để ý tới cái đường viền này, nó hơi xấu đúng không? Mình để như này. Tầm 2/3 chỗ này là vừa. Rồi. Đây chính là sản phẩm mình đã hoàn thiện xong nha. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã xem video tới tận đây. Hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.